Năm 2023, bộ phim truyền hình Mỹ One Fact về người sói hư cấu ở ngôi làng gây sốc. Câu chuyện tiếp nối tập trước. Everett nửa đêm tỉnh dậy theo suy tính. Nhìn thấy cửa lớn trong nhà mở. Phía xa có nửa người sói bay nhanh đến trước mặt anh ta. Dọa anh ta trốn sau tủ quầy. Anh ta mỗi đêm đều hại người. Không phải hại người mà là chó bắt người. Anh ta mỗi đêm đều giết hại. Tôi không biết, không phải tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự việc xảy ra. Tôi có thể cảm nhận được. Nhưng đó không phải là tôi làm. Tristan đến nhà Garrett. Cô bé hỏi Garrett vấn đề liên quan đến đứa trẻ. Ám thị Garrett bất luận thế nào đều bảo vệ tốt con của mình. Sau đó, Tristan nhìn thấy viên đạn bạc mà Garrett chế tạo. Bên này Everett triệu tập những người trẻ tuổi lại. Tường thuật lại những điều kỳ lạ mà anh ta gặp phải tối qua. Mọi người đều tin. Sau khi sự việc xảy ra, Everett đưa Bly về nhà. Phát hiện sở địa chính bên ngoài xe cảnh sát đã bao vây. Dọa cô vội vàng chạy đến hiện trường tìm bố. Bố, Bly, Jani đâu rồi? Nó không sao. Nó đang ngồi trong xe bên kia. Nhưng Jani phát hiện ra thi thể rồi. Hóa ra người chết là Phoebe. Họ nhìn thấy thi thể được nhấc lên xe. Trong lòng vô cùng nặng nề, Bly và Everett vô cùng tò mò. Tại sao người sói đen lại mang Phoebe đến xe hơi sở địa chính? Đồng thời họ cảm thấy không thể khoanh tay chờ chết. Quay đầu mấy người này lập ra phương án dụ ra để giết. Austin là mục tiêu tiếp theo của người sói đen. Austin làm mồi nhử, lại tận dụng hầm lạnh để nhốt người sói đen lại. Còn đặc biệt chế tạo dao bỏ bạc. Garrett và Tristan cùng nhau điều tra vụ hỏa hoạn cháy rừng. Tristan không thắc mắc anh ấy lúc đó đang ở đồn cảnh sát xảy ra xung đột. Bảo vệ con cái là quyền của mỗi người cha mẹ. Con của cô vẫn còn sống trong thế giới, ngưỡng mộ Tristan là người cha tốt. Sau đó cô cũng chìm vào hồi ức, tình tiết đến lúc cao trào. Lần trước trong hỏa hoạn cháy rừng, lính cứu hỏa rừng mộ thương một con sói. Bạn của sói biến thành người sói điên cuồng báo thù bọn họ. Theo dõi lâu như vậy, hóa ra Tristan chính là người sói sát hại lính cứu hỏa. Bên này, lúc Luna và Austin đang hôn nhau, kế hoạch dụ người sói đen ra để giết chính thức bắt đầu. Lúc này không phải thiêu rồi sao? Mau chạy, Black đoạn này làm mồi nhử, đưa người sói vào trong hầm lạnh. Chính lúc Everett không ổn liền gọi tên của người sói. Valencia, anh ta mới có thể may mắn chạy thoát. Bốn người bắt đầu dùng lực chặn người sói sau cánh cửa. Để biết diễn biến tiếp theo, mọi người hãy cho một nút like và theo dõi nhé. Phim kinh dị giả tưởng năm 2023 của Mỹ về chủ đề người sói World Fact. Câu chuyện được tiếp nối theo phần trước. Cẩn thận, để cậu ta nằm xuống đất. Xít. Trời ạ, cẩn thận, cậu ta rốt cuộc bị sao vậy? Tôi làm sao biết được? Giữ chắc cậu ấy. Mọi người mau nhìn xem. Mau nhìn, một người tới giúp tôi. Khi bọn họ đang giúp đỡ cứu người, số điện thoại thần bí lại gọi tới. Nói rằng nếu bọn họ không rút tiền ra thì Harlan sẽ chết. Nếu như đưa Baron đi bệnh viện thì sẽ bại lộ thân phận của bọn họ. Nếu Baron chết, liên kết giữa bốn người bọn họ sẽ không còn nữa. Siêu năng lực sẽ yếu đi. Baron bị giữ trên giường, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Ở đây mỗi người đều có một siêu năng lực. Vậy thì năng lực của Baron là gì? Sau khi thảo luận cả nửa ngày, Everett nói, năng lực của Baron là biến người khác thành người sói. Thật sự kinh ngạc. Ở phía bên kia, Austin và Black đã tới hiện trường của kho đông lạnh. Garrett không nghĩ rằng đó không phải là điều mà bốn người bạn dễ thương của mình có thể làm. Christine bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều quá. Black và Everett ở nhà cũng dần dần phát hiện ra. Trên thực tế, Christine có nghi ngờ rất lớn. Hai người được Jani nhắc nhở. Christine mỗi lần đều dùng cách bắt tay, đánh dấu nhóm người sói, thì sẽ không bị người sói màu đen tấn công. Không sao, bắt tay với tôi. Không thể hiện bản thân có tội. Khi đó Black ngồi trên mặt đất. Cô ấy cũng đưa tay ra và kéo Black đứng dậy. Garrett xông vào nhà của Everett, tìm thấy Baron đang nằm trên giường. Liền đưa cậu ấy tới bệnh viện. Theo như trước đây, Harlan kinh ngạc phát hiện. Thì ra người lính cứu hỏa trước đây nói chuyện với bọn họ. Rất có khả năng là kẻ đã đốt rừng và là chủ nhân của cuộc điện thoại thần bí kia. Nhân viên cứu hỏa Garrett đang mang theo Baron tới căn cứ bí mật trả thù của mình. Còn nói mẹ của ông ấy vì để tìm được bản thân, không ngại phóng hỏa giết người. Mẹ thật vĩ đại. Baron cũng dần nhớ lại khi mà cậu ta ở trong đám lửa. Tại sao lại mất khống chế biến thành người sói? Thông qua manh mối lưu lại ở bệnh viện, Christine cũng tìm ra căn cứ bí mật của Garrett. Garrett vì muốn báo thù cho những đồng đội năm đó, quyết định tối nay sẽ đánh chết Christine. Sau đó hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Một chiếc diều bạc ư? Không phải, chỉ là mạ bạc. Tôi dùng hết bạc để làm đạn rồi. Cô không mạnh như bản thân mình nghĩ. Cô làm người quá lâu rồi. Mùa đầu của World Fact đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video thì hãy share và like cho mình nhé.